Ô tô mất lái, bay lên không trung rồi nằm vắt vẻo giữa hai ngọn cây. Chứng kiến chiếc ô tô nằm vắt vẻo trên hai ngọn cây sau tai nạn, nhiều người đi đường không tin vào mắt mình. Cảnh tượng khó tin này được ghi lại tại thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Trong clip, có rất nhiều người đi đường đang đứng xem một chiếc ô tô màu trắng nằm lơ lửng giữa hai cái cây cạnh đường quốc lộ. Theo truyền thông địa phương, chiếc xe gặp nạn khi cố tránh và chạm với một chiếc xe khác. Tuy nhiên, bất cứ ai nhìn thấy những bức ảnh chụp ở hiện trường đều thắc mắc tại sao chiếc xe lại có thể bị kẹt giữa hai cái cây một cách kỳ lạ đến thế. Sau vụ tai nạn, chiếc xe bị hư hỏng nặng, hai cánh cửa trước đều rời ra, nắp capo và cốp sau đều bật lên. Được biết, thời điểm xảy ra vụ việc bên trong xe có 5 người. Tất cả đều nhảy ra ngoài xe đúng lúc và chỉ bị thương nhẹ. Còn bạn nghĩ sao về chiếc ô tô này?